Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiểu Sử, và sau đây là tin kỳ lạ nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng kể về tuổi thơ của mình. Phan Thị Bích Hằng sinh ra và lớn lên trong một ngôi làng nghèo thuộc xã Khánh Hòa, Yên Khánh, Ninh Bình. Năm 1990, khi 17 tuổi vừa thi đại học về, Hằng cùng một cô bạn gái đi trên đường bỗng có một con chó nhảy sổ ra cắn. Hằng bị cắn vào chân trái, cô bạn gái bị cắn vào tay trái. Cũng như người dân ở các vùng nông thôn, Hằng và cô bạn cảm thấy chuyện bị chó cắn rất bình thường, rồi quên ngay sau đó. Vài ngày sau khi bị chó cắn, Hằng nhận được giấy báo đỗ đại học. Khoảng một tháng sau, cô bạn đột nhiên không nói được nữa, hàm răng cứng lại, nghĩ là bị đau răng. Hằng đưa cô bạn đi khám, bác sĩ nha khoa kiểm tra và khẳng định không phải do đau răng. Hai người lại đều nhau đến bệnh viện Quân Y 5 Ninh Bình. Sau khi khám xét, bác sĩ và bạn gái của Hằng có triệu chứng của người bị bệnh dại, tưởng như đất dưới chân sụp xuống, tử thần đã nắm tay mình dắt đi. Hằng nói như người mất hồn. Đúng như vậy, cháu và cô bạn đều bị một con chó cắn. Sau hôm đó, Hằng cũng hôn mê bất tỉnh, cô bạn thân thì đã qua đời. Gia đình đưa cô đi chữa trị nhiều nơi, bằng cả đông y lẫn tây y. Song các bác sĩ Thái Lan đều lắc đầu, bởi bệnh này từ xưa đến nay không ai chữa khỏi. Khi đến nhà một ông Thái Lan theo Thiên Chúa giáo, ông xem xét kỹ biểu hiện cơ thể rồi nói một câu an ủi: Chúa lòng lành sẽ che chở cho con. Sau đó ông bảo người con trai ra nghĩa địa lấy một mảnh ván mà người ta vừa bóc lên hôm trước, rồi bào chế với vài vị thuốc. Để giành giật giữa sự sống và cái chết, gia đình của Hằng liền cho cô uống ngay vị thuốc khủng khiếp này. Sau khi uống thuốc, ông Thầy Lan bảo với bố mẹ Hằng, sau 3 tiếng đồng hồ cháu sẽ cảm thấy nóng khắp người, lên cơn sốt mê man, nói sạn, thậm chí lên cơn điên, cắn xé. Nếu 3 ngày sau cháu hết cơn thì cháu sống được, còn nếu lên cơn trở lại thì cháu không sống được nữa. Tôi rất muốn cứu cháu nhưng khả năng của tôi chỉ có vậy. Đúng như lời ông Thầy Lan nói, 9 giờ tối Hằng lên cơn cắn xé đi cuồng, đến 11 giờ đêm mới thiếp đi. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai không thấy triệu chứng gì. Ngày thứ ba, khi cùng người anh trai của cô bạn gái đã mất ra mộ thắp hương thì đột nhiên Hằng cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Hằng liền nói, anh đưa nhanh em về, em sắp lên cơn điên rồi. Từ đấy Hằng không còn biết gì nữa. Đến 1 giờ sáng hôm sau, gia đình không còn hy vọng bởi Hằng đã hoàn toàn tắt thở. Bình thường những người trẻ tuổi như Hằng ở quê được khâm liệm rất nhanh rồi đem chôn, không tổ chức lễ tang, càng trống. Tuy nhiên có một ông cụ dạy chữ nho ở làng rất giỏi tử vi vào nhà Hằng. Sau một hồi tính toán, ông bảo, thứ nhất chưa qua giờ thìn, không được khâm liệm cháu. Thứ hai cứ để nó nằm như thế, không được thắp hương. Lúc đó một ông bác sĩ nói, tốt nhất đặt mặt cháu lại, để gia đình đi chuẩn bị cho cháu. Tại sao cụ lại nói vậy? Ông cụ đó nói tiếp, các anh thì có cả một nền y học hiện đại, còn tôi chỉ là tàn hương nước thánh, nhưng tôi khẳng định, nó không chết. Khi cụ già và bác sĩ tranh cãi, gia đình Hằng rất hoang mang, không biết xử trí thế nào. Thế nhưng, ai đi mua gỗ đóng quan tài thì cứ đi, ai ngồi chờ xem lời ông cụ linh ứng thế nào thì cứ chờ. Hồi các khỏi chờ chết, Hằng có hỏi bố. Bố Hằng là quân nhân, vì sao những vị lãnh đạo khi chết người ta lại bắn 7 lọt đại bác? Bố Hằng trả lời, để linh hồn mau siêu thoát. Nghe bố nói vậy, Hằng liền bảo, khi con mất, bố bắn cho con 7 phát đạn để con mau siêu thoát, trở về với gia đình mình. 7 giờ sáng hôm đó, bố Hằng mới về đến nhà. Trông thấy đứa con gái tội nghiệp tắt thở nằm đó, ông không kìm được nước mắt. Nhớ lời hứa với đứa con gái, ông lo súng ngắn ra bắn. Tiếng súng nổ làm Hằng bật tỉnh dậy và phản xạ đầu tiên là lao ra phía tiếng súng gọi bố ơi. Hằng đạp phải những chiếc vỏ đạn và ngã rất mạnh xuống đất, mọi người liền khiêng cô vào trong nhà. Sau khoảng nửa tiếng Hằng tỉnh lại hoàn toàn. Khi đó, một cảm giác rất kỳ lạ đến với cô, thân thể dường như mất trọng lượng, như đang bay và nhìn mọi người như ở một thế giới khác. Theo lời Hằng, trong thời gian 30 phút bất tỉnh do trượt ngã đập đầu xuống sân, cô thấy bà nội và bà ngoại, cả hai đều đã mất, gọi cô. Hằng thấy mình đang đi qua một cây cầu bắc qua con sông lớn với mây mờ, sương khói bao phủ. Phía bên kia cầu, bà ngoại cùng rất nhiều người đứng vẫy tay, bà nội thì đứng bên bờ này kéo lại. Cố vùng vẫy, Hằng tuột khỏi tay bà. Đúng lúc đó thì tiếng súng làm Hằng giật mình tỉnh dậy. Mọi người đều vui mừng khôn xiết, coi việc Hằng sống lại là chuyện thần kỳ. Vài tháng sau, khi khỏe mạnh hẳn, Hằng thường đi lung tung, không có định hướng. Điều kỳ dị là nhìn mặt mọi người Hằng có thể biết được họ còn sống lâu hay sắp chết. Một số người đang khỏe mạnh, xong lại cứ như có ai đó nói với cô rằng họ sắp chết. Thế là cô tìm họ nói cho họ biết rằng họ sắp chết. Không ít lần cô bị ăn đòn vì độc mồm độc miệng. Ngày đó trong làng có ông Vũ Văn Trác, 50 tuổi, rất khỏe mạnh và quý mến Hằng. Ngày Hằng còn bé, có cái bánh, cái kẹo, ông đều dành cho. Một hôm, gặp ông Trác đi làm đồng về, Hằng bảo, ông ơi, chắc là ông sắp mất rồi, ông đừng đi làm nữa, cho khổ. Nghe Hằng nói thế, ông Trác cầm cái roi trâu quát, à tưởng là con cô giáo, mà tao không dám đánh à.
Bố mày có là đại tá thì hôm nay ta cũng phải cho mày một trận. Khi ông Trác cầm cây roi trâu đuổi, Hằng còn vừa chạy vừa quay lại bảo ông sẽ chết thật mà. Ông Trác tức sôi máu, đánh Hằng một trận. Cô đau phát khóc, nhưng vừa khóc vừa khẳng định vài ngày nữa ông sẽ chết. Hôm ấy những người chứng kiến được vừa cười ra nước mắt. Nhưng rồi vài ngày sau, loa truyền thanh đã thông báo ông Trác chết thật, thông tin ấy làm cả làng sợ hãi. Tiếp sau, ông Trác là ông Bùi Văn Trai, chủ nhiệm hợp tác xã Thiêu Xuất Khẩu, xã Khánh Hoa. Ông Trai là bạn rất thân của mẹ Hằng. Hôm đó, giữa hội trường Ủy ban Nhân dân xã, rất nhiều người chứng kiến Hằng nói, đến tháng Giêng là chú chết đấy, có bao nhiêu hợp đồng xuất khẩu, chú bàn giao hết đi, nếu không đến lúc ấy lại không kịp. Ông Trai bực mình nói với bố mẹ Hằng rằng, anh chị phải về dạy bảo con, chứ cứ để nó huyên thuyên như thế này là không được. Không ngờ đầu tháng Giêng ông Trai chết thật. Sau chuyện đó, cả làng bảo Hằng bị ma ám, nói ai chết là người ai chết, người ta cứ nhìn thấy Hằng là tránh xa. Mọi người trong gia đình Hằng đều đau khổ. Mẹ Hằng là giáo viên, dạy dỗ nhiều năm. Các phụ huynh đều rất tin tưởng khi con cái họ học lớp bà chủ nhiệm, nhưng biết chuyện của Hằng thì đều xin cho con chuyển lớp. Hằng ra sức thuyết phục mọi người rằng cô không bị thần kinh, những chuyện đó là do cô nhìn thấy, nhưng không ai tin. Cha mẹ Hằng đưa cô đi đến bệnh viện này, đến bệnh viện khác, khám thần kinh, rồi đưa đi gặp hết cậu nọ, cậu kia, cúng bái. Mặc dù khi đó Hằng có khả năng phán đoán được tình trạng sức khỏe, thậm chí cả suy nghĩ của người khác, song Hằng đau khổ đến nỗi chỉ mong quên hết khả năng ấy đi. Theo lời kể của Hằng, một ngày trong cơn tuyệt vọng, Hằng ao ước được nhìn thấy bà nội và bà ngoại, những người cô rất yêu quý. Thế rồi kỳ lạ thay, vào ngày giỗ bà nội, Hằng nhìn thấy bà nội, bà chết khi Hằng 10 tuổi về, bế thêm một đứa trẻ và dắt thêm một đứa nữa. Hằng nói chuyện với bà, rồi kể cho mọi người nghe. Ông nội nghe Hằng nói liền kể rằng, đó là hai đứa con của ông đã mất lúc 8 tháng và 3 tuổi. Lúc này mọi người mới kinh hoàng nhận ra rằng Hằng có khả năng đặc biệt. Ngôi làng Hằng đang sống có ngôi chùa giàu rất cổ. Khi nhà Trần đánh tan Chiêm Thành, bà Huyền Trân Công Chúa không về Thăng Long mà vào tu ở ngôi chùa này. Sau này gia tộc họ Trần cũng về đây ở, rồi chết đi thì chôn luôn ở quanh chùa. Một lần Hằng vào nhà ông chú ruột chơi rồi bảo rằng trong vườn nhà chú có bóng người. Nhà chú Hằng ai cũng mắc bệnh kỳ lạ, tê một bên chân, ngoẹ một bên đầu về bên phải, nên ông rất tin lời Hằng. Thế là hai chú cháu đào bới thử mảnh vườn, không ngờ thấy một lớp ngói đã mục, rồi đến một lớp đất đỏ. Gạt lớp đất đỏ ra thì thấy lớp quách bằng hợp chất gồm vỏ hến, phôi, mực. Phá lớp này ra thì thấy cổ quan tài chạm trổ rất đẹp bằng gỗ ngọc am. Bật nắp quan tài thấy xác ướp người đàn ông. Sau này các nhà sử học xác định ngôi mộ có tuổi là 700 năm. Chính gia đình Hằng cũng để thất lạc mộ cụ bốn đời. Nhiều lần bố Hằng nhờ đồng đội về đào bới mà không thấy. Đúng ngày giỗ cụ, Hằng thử đi tìm, không ngờ Hằng nhìn thấy mộ cụ nằm trên đường đi. Hằng liền rủ mấy người anh ra đường đào. Mấy anh bảo vệ xã nhìn thấy thì bảo chết dở thật, con ông bộ đội rõ việc đi phá đường. Hằng khẳng định dưới lòng đường có mộ thì mấy anh bảo vệ bảo thế thì đem cuốc sản ra đào thử xem con dở hơi này nó nói có đúng không. Khi đào sâu gần 2 mét thì xuất hiện một tấm gỗ có khảm chữ. Hằng liền đem rửa mảnh gỗ đi rồi mang cho ông nội đã 80 tuổi đọc. Ông nội Hằng đọc thấy hai dòng chữ có hai mặt tấm gỗ là Âm Thủy Quy Nguyên và Quinh Quy Bá Tổ thì lăn ra khóc. Bao nhiêu năm nay đã nhiều đêm ông không nhắm mắt được vì đã để thất lạc mộ tổ. Lúc này mọi người không còn nghi ngờ gì về khả năng đặc biệt của Hằng nữa. Nhưng bố Hằng là một cán bộ được rèn luyện trong môi trường quân ngũ, tính tình cứng rắn, chỉ tin vào khoa học nên vẫn chưa tin vào khả năng của Hằng. Ông bỏ cả việc cơ quan để ở nhà trong Hằng, đuổi hết những người tìm đến cầu thánh cầu thần. Để chứng minh với bố rằng cô không bị thần kinh, không bị hoang tưởng, chỉ chứng chó nhà cắn, cô xin bố cho đi thi đại học và hứa chắc chắn sẽ thi đỗ. Để bố tâm phục khẩu phục, Hằng quay ngoắt sang ôn thi khối A, Đại học Kinh tế Quốc dân, cho dù năm trước cô thi khối C. Chỉ có 15 ngày ôn thi kể từ khi xin bố, vậy mà Hằng đã thi đỗ với số điểm khá cao, 24 điểm. Khi đó Hằng đã là cộng tác viên của Viện Khoa học Thể dục, Thể thao. Một số cán bộ có tâm huyết của Bộ Văn hóa Thể thao đã đi theo Hằng để nghiên cứu rất tỉ mỉ về khả năng tìm mộ. Hằng đã nhờ những vị cán bộ này cho người về giúp cô khảo sát lại di tích lịch sử chùa Dầu. Quê cô có từ đời nhà Trần. Hằng về nói chuyện với những người xây chùa, tất nhiên là đã chết cách đây 700 năm. Trong đó có cả nhũ mẫu của Huyền Trân Công Chúa là bà Phan Thị Vinh. Người xưa đã kể tỉ mỉ cho Hằng biết tòa sen như thế nào, bát hương ra sao, có bao nhiêu sắc phong từ các đời vua. Những gì Hằng thu thập đều được các cơ quan quản lý văn hóa xác nhận là đúng. Với những tài liệu, hiện vật thu thập được, phòng văn hóa đã trình lên tỉnh, tỉnh trình lên bộ và
và sau đó Chùa Dầu được công nhận là di tích lịch sử văn hóa. Những gì Phan Thị Bích Hằng làm được cho đời thực sự trân trọng, không lý lẽ gì có thể bác bỏ. Đã có hàng ngàn gia đình tìm lại được người thân, đã có cả ngàn hài cốt liệt sĩ được trở về với đất mẹ sau bao nhiêu năm nằm nơi rừng sâu núi thẳm mà nhiều đồng đội người thân đi tìm không thấy. Thậm chí qua Bích Hằng, lịch sử đã phải viết thêm những trang hào hùng về trận đánh khốc liệt ở cánh rừng Kanap, huyện Cơ Băng, tỉnh Gia Lai. Nơi đây dòng đất lốp đã nhấn chìm 400 thi thể chiến sĩ và cả những chiến công của họ, nếu không có nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng vượt rừng lội suối tìm hài cốt của họ để đồng đội đưa về nghĩa trang liệt sĩ, mang lại niềm vui cho các gia đình. Thông tin của kênh chúng tôi cung cấp cho các bạn đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.